Thế trong nhà thiền có một câu chuyện về Hòa Thượng Kim Bích Phong. Thiền sư Kim Bích Phong cũng là một vị thiền sư cũng rất là đặc biệt. Ngài cũng là đắc những cái định rất là cao. Thế nhưng mà nó có cái duyên thế này. Thiền sư Kim Bích Phong được một thí chủ cúng cho Ngài một cái bình bát bằng ngọc. Chắc là ngọc bích rất là quý. Cho nên Ngài đi đâu Ngài cũng mang cái bình bát đi theo. Ấy đi tu rồi mà vẫn còn quý cái bát ngọc đấy. Mà cũng là vị thiền sư rồi đấy, cũng cao đạo. Chưa đắc đấy, nhưng mà tức là tu cũng rất là kịch liệt. Mỗi một cái tội là thích và quý cái bình bát bằng ngọc này. Đi đâu cũng mang theo. Thế thì cái năm ấy thì thiền sư Kim Bích Phong là tuổi cũng cao rồi, cũng biết là mình sắp đến cái ngày bỏ báo thân rồi. Thế thì hôm ấy đến một cái chùa và Ngài ngồi thiền ở trong cái chùa đấy. Và lúc này vua Diêm La sai quỷ sứ đến để bắt sư. Đến thời rồi, gọi là đến giờ phải bắt đi rồi. Đây quỷ vô thường đấy, thưa đại chúng, thần chết đến để bắt đi. Thế thì khi mà quỷ nó đến thì nó đến, nó đi xung quanh Ngài nhưng nó không tìm thấy Ngài, không tìm thấy Ngài đâu cả. Ngài đang ngồi thiền, nó đi xung quanh, nó nhìn ngược nhìn xuôi mà không thấy Ngài Kim Bích Phong đâu cả. Đi đến để bắt Ngài mà, bắt Ngài xuống Diêm Vương, gặp Diêm Vương, không thấy. Nó đi và nó cứ đợi đấy đến một ngày, hai ngày cũng không thấy Ngài đâu cả. Mặc dù Ngài vẫn ngồi đấy mà nó lại không thấy, thưa đại chúng. Nha. Vậy ở đây chúng ta mới thấy là vậy, nó thấy là thấy cái gì đây này. Chúng ta mà nhìn thấy nhau ngồi chúng ta thấy ngay, nhưng mà tại sao con ma, mắt ma mà lại không thấy, mắt quỷ sứ mà không thấy. Vậy là mắt quỷ sứ nó phải thấy cái ở bên trong cơ. Cái xác này nó chưa gọi là mình đâu. Nhìn thấy cái xác này chưa gọi là mình đâu. Mắt ma nó giống như tia x quang ấy, thưa đại chúng. Nó nhìn xuyên thấu vào trong luôn. Cho nên đối với nó là nó không có gì chướng ngại. Cho nên nó nhìn xuyên qua người mình thì nó đâu có thấy người mình là người đâu, là ai đâu. Nó chỉ bảo đây là cái bộ xương thôi. Còn thật của cái người đấy là cái gì? À, chính là cái tâm niệm khởi lên đấy. Nghe không, thưa đại chúng? À, nhưng mà Ngài Kim Bích Phong, Ngài ngồi thiền mấy ngày liền thì tâm Ngài không khởi gì cả. Cho nên nó lên, nó nhìn ngược, nhìn xuôi, nó không thấy Ngài đâu. Thấy là thấy cái xác thì nó cũng thấy, nhưng mà cái xác thì nó bảo không phải là ông ấy. Cho đại chúng nhất, chúng ta mới nhớ là chúng ta thì mê lầm. Cái mê lầm thứ nhất là chúng ta chấp cái xác thân này là mình, là của mình. Rồi sau đó chấp cái thân xác này là chính mình. Nhưng mà thế giới quỷ ma thì nó biết cái thân xác này chưa phải là mình đâu, phải là cái ở bên trong này cơ. Đó, đại chúng hiểu chỗ này không? Cho nên ấy, nó nhìn xuyên thấu vào trong luôn. Nếu mà cái tâm này bắt đầu mà giấy khởi lên thì đấy là nó túm đồng ấy. Thế nhưng mà ở đây ấy, Ngài Kim Bích Phong là ngồi thiền mấy ngày liền tâm không giấy khởi, cho nên nó soi tìm không thấy Ngài đâu, không biết làm cách nào để bắt được Ngài. Thế và lúc này á thì quỷ sứ bắt đầu không biết làm sao mới gặp thổ địa của chùa đấy. Mà này ông thổ địa, tôi nhiệm vụ Diêm Vương sai hôm nay lên là bắt cái ông này, mà tôi tìm chả thấy ông đâu cả. Thế thì ông thổ địa này cũng cao mưu. Ông này ở chùa nhiều quen, cũng biết tu tập, cao mưu bảo: tôi nói cho ông biết đấy, cái ông Kim Bích Phong này này, ông có cái bình bát là ông quý lắm, đi đâu mang theo mà tôi biết là ông quý cái này lắm. Bây giờ ông cứ ra, ông cứ bê cái bình bát của ông đi là ông sẽ thấy ông thôi. Nghe không? Thế là con quỷ sứ nó biết rồi, nó ra nó túm vào cái bình bát của Ngài, nó bắt đầu nó lúc lắc, xong nó bê đi một cái, lập tức Ngài xuất định luôn, thưa đại chúng. Ngài khởi tâm luôn, nghe không? Thế và lúc này con quỷ sứ nó vỗ tay, nó cười ha hả, nó bảo: à, thế là ta phát hiện được ông rồi, thôi bây giờ ông phải theo ta đi xuống Diêm Vương ngay. Đại chúng, đấy, câu chuyện rất là vui. Thế thì lúc này đại chúng biết không, Ngài Kim Bích Phong mới chết rồi. Đấy, mình tuy rằng ngồi thiền mấy ngày không khởi vọng tưởng như thế này, nhưng mà chỉ vì cái bình bát này á, mà quỷ nó biết được ta, thì chúng ta vẫn chưa được rồi. Tức là ngay lúc đó Ngài giác ngộ chính cái tâm gì ái đấy, ái chấp, ái luyến. Liên tiếc một cái vật thôi, chỉ là cái bình bát ngọc thôi, mà ta bị Diêm Vương bắt được. Cho nên ngay khi đó Ngài cầm cái bình bát và Ngài văng nó thật mạnh xuống đất, đập thật mạnh, nó vỡ tan tành luôn. Sau đó là Ngài nhập định tiếp và xả báo thân luôn cho đại chúng, không để cho ma vương bắt được Ngài, không cho quỷ sứ bắt được Ngài. Thế thì lúc ấy trước khi nhập định, Ngài có làm một bài kệ thế này:
rất là hay. Nhược nhân dục nã kim bích phong, trừ phi thiết luyện tỏa hư không, hư không nhược năng tỏa đắc trụ, tái lai nã ngã kim bích phong. Dịch nghĩa là nếu ngươi muốn bắt kim bích phong, trừ khi sắt luyện khóa hư không, nếu hay khóa được hư không ấy thì trở lại bắt ta kim bích phong. Lúc này là ngài giác ngộ đấy, cho nên là phải đập tan cái tâm chấp trước ái luyến của mình. Lúc này ngài dũng mãnh, ngài đập tan cái bát ngọc, không còn một điểm nữa. Ngài cũng gọi là buông khá sạch rồi, nhưng còn một cái thôi, đó là cái bình bát. Nghĩ là cái bình bát nó quý, cho nên dính mắc, đập tan nốt cái bình bát, thế là xong, không còn dính mắc một cái gì của cái thế gian này nữa. Cho nên lúc ấy ngài mới đắc giải thoát. Cho nên cái bài kệ ngài nói rất hay, nếu người muốn bắt kim bích phong mà, trừ khi sắt luyện khóa được hư không. Bao giờ mà làm được cái khóa mà khóa được hư không này này, người muốn bắt ta thì người luyện được cái khóa, cái làm được cái sắt nào bằng cái khóa là bằng sắt mà khóa được hư không á. Nếu hay khóa được hư không ấy thì trở lại bắt ta kim bích phong. Khóa được hư không thì quay đến bắt ta, còn không khóa được không thì thôi tạm biệt, không bao giờ bắt được ta. Ngay đó là ngài đi đó. Thì chúng ta thấy thì, tu tập nó như vậy đấy.